Xin kính chào các bác. Hôm nay đồng hồ vang vọng tiếp tục làm video và giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Zura nhập Pháp. Đây là một chiếc Zura vỏ thùng bè, vân gỗ tối màu rất đẹp. Em quay xa ra để các bác có thể nhìn được rõ hơn. Hai bên có chạm trổ hai chùm nho và hình chiếc lá rất là to như thế này. Và cái phần bè này thì là người ta làm các cái đường vân gợn sóng trên nguyên một cái tấm gỗ cũng rất đẹp. Em rất là thích cái thiết kế theo cái phong cách dáng kiểu này, rất là ưa nhìn. Sở hữu một cái bộ bát giác nằm nền vàng các bác nhé, có chữ Made in Fancy ở đây. Và đây là một trong những cái bộ mặt số em đánh giá là còn ở mức độ khá. Bên dưới là một cái kính họa tiết hình ô van như thế này. Và người ta tráng cái lớp gương để tăng thêm cái độ tương phản, rất đẹp. Quả lắc đang chạy phía sau kia. Và trên chiếc này thì là ta có một cái tay cầm kim loại nữa. Đây, vỏ thùng rất là bóng các bác nhé, lớp bóng của gỗ luôn chứ không phải là do cái lớp sơn bóng tạo lên. Và với những cái lớp bóng như thế này thì ta càng lau á thì là nó càng tạo nên cái vẻ đẹp càng bóng, rất là thú vị. Các bác, em đứng ở khoảng cách 1 mét để các bác có thể ngắm được kỹ hơn chiếc này. Với cái tông gỗ tông màu tối như thế này treo lên tường nó sẽ rất là nổi bật, rất là đẹp, không bị chói. Đây là hai bên vách thùng này. Đó. Cực kỳ nhẵn nhụi các bác nhé. Rồi, em xin tiến hành mở bên trong. Bên trong còn rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Ví dụ như là các cái vít chốt tường còn nguyên. Các cái vít chốt cái đế ngồi cũng còn nguyên ở đây. Quả lắc đang chạy này. Thậm chí là cái khóa cái gông lại khi mà di chuyển cũng còn nguyên. Và các cái lò xo khóa cái búa lại khi mà không muốn chơi nhạc cũng còn nguyên ở đây như thế này. Đó. Củ gông là củ gông chữ T đen, gồm 8 côn đồng các bác nhá. Đây ạ. Máy Zura 3 vách và hàng nhập Pháp về cho nên là còn vàng ươm như thế này. Và bộ máy này cực kỳ to nhé, đây các bác nhìn thấy này, rất to luôn, vàng ươm, thực tế là vàng ươm. Em xin tiến hành test chuông các bác nghe luôn. Chất âm rất là hay, cực kỳ hay luôn. Rồi, em xin kết thúc video giới thiệu tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.